Ảnh minh họa. Theo Công an thành phố Hà Nội, trong các trường hợp trên, bị hại thường là những người dùng ít am hiểu về công nghệ, coi ứng dụng Telegram là kênh phụ nên không thường xuyên quan tâm đến những biện pháp bảo mật. Thủ đoạn thường gặp là các đối tượng lừa đảo giả mạo tin nhắn của Telegram hoặc gửi thông báo yêu cầu truy cập vào đường link do đối tượng cung cấp trên tin nhắn. Nếu không, tài khoản sẽ bị buộc hủy trong vòng 24 đến 48 giờ. Khi nạn nhân truy cập vào đường link sẽ phải cung cấp số điện thoại và quét QR code theo hướng dẫn của đối tượng. Từ các bước này, đối tượng xấu dễ dàng đăng nhập vào tài khoản của nạn nhân nếu bảo mật yếu. Một số ứng dụng có tính bảo mật cao sẽ gửi mã xác nhận đăng nhập đến số điện thoại, email hoặc gửi yêu cầu cho phép đăng nhập trên thiết bị mới đến tài khoản khác. Sau khi xâm nhập thành công, đối tượng nghiên cứu các nội dung tin nhắn của người dùng, sau đó mạo danh nhắn tin với người thân để vay tiền và cung cấp số tài khoản của đối tượng nhằm chiếm đoạt. Sau khi nhắn tin xong, đối tượng sẽ xóa tin nhắn nên có thể chủ tài khoản không phát hiện được. Điển hình là trường hợp anh Hát, nạn nhân, trú tại Hà Nội. Do lo lắng bị mất tài khoản nên đã thực hiện theo hướng dẫn của các đối tượng và bị các kẻ xấu truy cập vào tài khoản Telegram. Sau đó các đối tượng đã gửi tin nhắn cho người thân anh Hát, vay hơn 200 triệu đồng rồi chiếm đoạt. Đến khi người thân gọi điện thoại trực tiếp cho anh Hát, thì mới phát hiện bị lừa đảo. Tin nhắn của các đối tượng gửi đến tài khoản nạn nhân. Làm thế nào để bảo mật tài khoản? Công an thành phố Hà Nội, ứng dụng Telegram được nhiều người sử dụng nhắn tin, gọi điện video, chia sẻ dữ liệu đa nền tảng nhờ các tính tiện dụng, bảo mật và đặc biệt là miễn phí. Khi dần trở nên phổ biến thì đây là một phần mấu chốt của cuộc sống trực tuyến của bạn. Tuy nhiên, để bảo mật tài khoản Telegram của bạn, bạn nên tuân thủ một số hướng dẫn sau. 1. Sao bật xác nhận hai yếu tố sao. Điều này đặc biệt quan trọng để đảm bảo ai đó không thể đăng nhập vào tài khoản của bạn mà không có sự xác nhận từ thiết bị của bạn. Bạn có thể thiết lập xác nhận hai yếu tố trong phần cài đặt bảo mật của ứng dụng. 2. Sao cẩn trọng với các đường link và mã QR code sao, tránh truy cập vào các đường link hoặc quét mã QR code từ các nguồn không đáng tin cậy. Luôn xác minh nguồn gửi trước khi thực hiện bất kỳ thao tác nào. 3. Sao không chia sẻ thông tin cá nhân sao, không bao giờ cung cấp thông tin nhạy cảm như số điện thoại, mã xác nhận hoặc thông tin tài khoản cho bất kỳ ai, kể cả nếu họ mạo danh người thân của bạn. 4. Sao đặt mật khẩu mạnh cho thiết bị sao, đảm bảo thiết bị di động của bạn có mật khẩu mạnh hoặc tính năng mở khóa vân tay, điện thoại, khuôn mặt được kích hoạt để ngăn chặn truy cập trái phép. 5. Sao luôn cập nhật ứng dụng sao, hãy đảm bảo bạn luôn cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng Telegram để nhận các bản vá lỗi và tính năng bảo mật mới. Nhớ rằng an toàn trực tuyến luôn là trách nhiệm của bạn, và việc tuân thủ các biện pháp bảo mật có thể giúp bảo vệ tài khoản của bạn khỏi các hoạt động lừa đảo.